Theo nhiều ngư dân địa phương, cá voi này xuất hiện ở vùng biển vào chiều ngày 14 tháng 7. Đến tối ngày 15 tháng 7, cá voi tiếp tục xuất hiện cách bờ khoảng 1,5 km và chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn. Cá voi dài khoảng 8m đến 10m. Xã Hoài Hải cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 100 km về hướng Bắc. Vùng biển này hiện vẫn còn giữ được nét hoang sơ và theo nhiều ngư dân thì đây có lẽ là lý do chính để cá voi lựa chọn dừng chân trong hành trình dạo quanh đại dương của mình. Theo chính quyền địa phương, đây là hiện tượng khá lý thú, gây sự tò mò cho người dân và du khách. Để tránh những ảnh hưởng đến cá voi trong quá trình lưu lại vùng biển này, chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo vệ. Sau khi mà nhận được cái thông tin là cá voi xuất hiện tại cái vùng biển của Mũi Gành, Di Quang, Hoài Hải, thì Ủy ban nhân xã Hoài Hải đã kịp thời chỉ đạo cho lực lượng đến đó mà thường xuyên là trực tiếp để mà bảo đảm cái việc an toàn cho cá voi, đồng thời là báo cáo cho cấp trên có liên quan để mà có cái chỉ đạo. Thứ hai nữa là ra cái thông báo để cho người dân biết cái việc này là để phối hợp với lực lượng mà bảo vệ cho cá voi được an toàn đảm bảo. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới thấy cá voi xuất hiện tại địa phương, cũng hy vọng năm nay cá voi xuất hiện hiện tượng đây được bà con được một năm đánh bắt được trúng mánh no ấm, trời im biển biển lặng. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh đối với ngư dân mà theo nhiều nhà nghiên cứu, khi cá voi xuất hiện ở vùng biển nào thì chứng tỏ ở đó môi trường rất tốt, nguồn lợi thức ăn dồi dào. Liên tục 2 năm gần đây, cá voi xuất hiện ở vùng biển Bình Định. Trước đó vào năm 2023, đàn cá voi cũng xuất hiện tại Đề Ghi, huyện Phù Cát.